Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả người buông gió Bùi Thanh Hiếu, lời khai của bị cáo bị can. Càng ngày ở Việt Nam, những lời khai báo ở tòa, tại cơ quan điều tra, với Ban Kiểm tra Trung ương hay với báo chí càng khôi hài. Ví dụ, một hay vài quân nhân chết trong tình trạng bầm dập khắp người, bên quân đội bảo đó là treo cổ tự vẫn, tự ngã mà chết, hoặc công an giơ chân giơ tay cao và trúng mặt người dân. Quan chức xây biệt phủ xa hoa thì nói là do buông chổi đót mà có tiền. Phiên tòa mới đây, ông Nguyễn Đức Chung, từng là tướng công an, giám đốc công an thành phố, khai trước tòa là không biết công ty Arctic là của con trai mình, nên thành phố ký hợp đồng mua chế phẩm làm sạch nước. Tướng công an xuất thân điều tra hình sự lên đến chủ tịch thành phố, ủy viên trung ương đảng. Ông Chung hẳn phải biết rõ vợ con mình đang làm gì, quan hệ với ai chứ. Đó là sự bảo vệ gia đình và bản thân mà quan chức nào cũng cần phải nắm rõ đầu tiên. Nói ông không biết là quá hoang đường. Vợ con mình còn không biết họ làm gì. Vậy thì làm sao mà biết được dân chúng người ta làm gì, muốn gì để mà lãnh đạo người ta? Ông Chung nói đã khôi hài, nhưng người tố cáo ông cũng chẳng có hơn gì. Bị cáo Nguyễn Trường Giang khai không biết gì về cái công ty mình đứng tên làm giám đốc, không có cổ phần vốn liếng gì. Bà vợ của ông Chung đưa giấy tờ gì thì chỉ biết ký. Tuy đứng tên 95% cổ phần công ty nhưng không có mua bán, không có trả tiền gì số cổ phần này cả. Trên thực tế thì có nhiều người đứng tên giám đốc mà không hề biết gì, chẳng hạn những cái vụ mua bán hóa đơn đỏ đó. Các đối tượng chuyên nghiệp tìm những cái gã nghiện ngập này bị HIV, SIDA này rồi tạo cho đứng tên làm giám đốc công ty. Nhiều gã còn chưa có học hết tiểu học nữa kìa. Những cái tay giám đốc này chỉ cần biết có tiền hút chích hàng ngày, cứ thấy hóa đơn đưa đến bảo ký là ký và cầm vài chục hay vài trăm ngàn đi thỏa cái cơn nghiện. Đây là đang nói vào cái thời điểm 2005-2007 mà tôi chứng kiến tận mắt cái việc này đấy nhé. Nhưng bị cáo Nguyễn Trường Giang là tay buôn bán lọc lõi. Cũng theo lời khai trước tòa thì bị cáo Giang nói bản thân đã từng điều hành doanh nghiệp nhiều năm chuyên cung cấp hàng hóa cho các siêu thị, trong đó có siêu thị Minh Hoa. Vì thế mà quen biết với bà Hoa và ông Chung, một người đã từng điều hành riêng doanh nghiệp và cung cấp hàng như thế trong nhiều năm thì không thể nào bảo là không biết gì, người ta đưa cái gì cũng ký, chỉ làm theo lệnh của ông Chung và bà Hoa, chẳng được lợi lộc gì. Ông Giang không phải cấp dưới, buôn bán không được lợi lộc gì, vậy thì tại sao phải nghe lời ông Chung nào? Năm 2010-2011, lúc xảy ra phiên xử những cái giáo dân Thái Hà ở Hà Đông đó, hôm đó hàng chục ngàn giáo dân khắp nơi đổ về dự phiên tòa. Tôi cũng có mặt ở đó đưa tin. Đang mãi chụp ảnh, bỗng nhiên ông Nguyễn Đức Chung đứng bên cạnh tôi bao giờ. Ông nói, anh Hiếu nói bà con giải tán đi, đừng có tụ tập gây mất trật tự. Tôi bỏ máy ảnh xuống nhìn ông ta nói, anh nghĩ thế nào, tôi làm sao có tư cách gì mà bảo người ta về. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi mà có tư cách, còn chẳng xui người ta tụ tập đông hơn thế này thì thôi lại còn bảo họ đi về. Ông Chung ngớ người ra. Có lẽ ông nhận thấy ông nói kiểu ra lệnh không đúng người. Thế là ông nói vớ. Thế anh đừng có kích động người ta đập phá gì nhé. Nói xong ông hòa vào với đám đông giáo dân rồi mất dạng. Trước đó năm 2009, khi bị thẩm vấn ở A92, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, có một người vẽ chỉ huy bước vào phòng thẩm vấn. Tôi nhớ ông ta, người hơi còi, ông ta thị uy nói, anh Hiếu biết điều thì hợp tác cho tốt. Tôi nhìn ông ta về ngạc nhiên và nói, tôi không hiểu ông là ai tự nhiên sọc vào nơi cơ quan nhà nước đang làm việc, nói kiểu như giang hồ ngoài đường. Hợp tác cái gì? Ông dí súng vào đầu tôi nói không hợp tác bắn chết, thế mới gọi là thực tế. Phải có áp lực, có đe dọa người ta mới sợ, người ta mới hợp tác chứ. Chứ còn nói sơi sơi như vậy, chả hiểu ông nghĩ gì. Kể lại như thế, để biết là không có cái chuyện mà ông Giang kia không hiểu biết gì. Tự nhiên vợ chồng ông Chung bảo ký cái gì, bán cái gì, mua cái gì, cho ai, phải nhất nhất mà làm theo. Ông ta phải có được lợi ích gì chứ, còn không có lợi ích gì thì lợi ích chính là từ những lời khai man của ông ta trước tòa. Quay lại cái vụ công ty con ông Chung mua chế phẩm bán lại cho công ty thoát nước. Cứ gọi là theo sự chỉ đạo của ông Chung để ăn lời 36 tỷ trong vòng 3 năm đi. Chưa tính những cái chi phí kho bãi, giao dịch, nhân viên và vận chuyển. Mọi người bình thường nghĩ ông Chung này tham, cho vợ con vào vét không chừa thứ gì. Nhưng nếu là bạn
bạn có dại dột đưa vợ con ra mở công ty để kiếm chắc có từng ấy tiền thôi và lộ liễu đến thế không? Trong khi còn nhiều cách khác để mà kiếm bộn tiền hơn mà chẳng ai hay, an toàn và lại còn được khen ngợi nữa. Ông Trung Con chỉ gật đầu đồng ý và không phản đối dự án bất động sản từ khu trung tâm Giảng Võ và khu đất bên kia sông Hồng của cùng một chủ đầu tư. Chắc hẳn là ông đã nghiễm nhiên đút túi ít nhất cũng phải gấp 10 lần cái số kia. Rất êm ấm mà không ai hay cả. Chưa kể tiền cống nạp từ mọi nguồn ở dưới. Một chủ tịch Hà Nội một năm đút túi được dăm chục tỷ là ít đấy nha. Nếu đọc tin tức báo chí của nhà cầm quyền không suy luận nhiều, tặc lưỡi bảo thôi chúng nó giết nhau càng mừng. Như thế còn ok, chứ bảo cảm thấy hân hoan tin tưởng vào đảng và nhà nước đã quyết tâm chống tham nhũng, xử lý quan tham vì dân vì nước thế nọ thế kia, không cần suy luận thế nào. Cứ nghĩ đảng làm gì cũng vì dân vì nước, thì nói thật, chỉ có bọn dư luận viên, bọn phe phái hoặc bọn ngu dốt mà thôi. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.